Thưa quý vị, trong những năm qua, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng còn tham gia tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh. Người chiến sĩ quân hàm xanh thực sự là điểm tựa tin cậy của bà con nhân dân khu vực biên giới biển của thành phố. Là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, phát huy sức mạnh toàn dân trong quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo, kịp thời tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với mọi diễn biến trên biển Đông, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Các mô hình như khu dân cư văn hóa biển, tổ tàu thuyền đoàn kết an toàn, cảng cá văn hóa, chương trình nâng bước em đến trường, con nuôi đồn biên phòng, phân công đảng viên các đồn biên phòng tham gia sinh hoạt với cấp ủy, chi bộ khu dân cư các phường ven biển đã góp phần xây dựng các phong trào và hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững niềm tin và chỗ dựa vững chắc để ngư dân yên tâm bám biển, gắn chặt nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo Việt Nam. Là hàng năm chúng tôi triển khai cho các đồn biên phòng hộp ngư dân để quán triệt nâng cao nhận thức cho nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ đi biển, đồng thời tổ chức ký cam kết liên lạc với ngư dân. Theo đó thì ngư dân phải thực hiện 3 việc: một là hoạt động trên biển không xâm phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài; cái thứ hai là hoạt động theo tổ đội để hỗ trợ nhau; và cái thứ ba phải thường xuyên duy trì thông tin liên lạc với Bộ đội Biên phòng. Thực hiện nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị và chương trình hành động số 25 của Thành ủy về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ và thực hiện nghiêm túc quan điểm, chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước trong giải quyết những vấn đề nảy sinh trên biển theo phương châm kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, khôn khéo, linh hoạt, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, không để kẻ địch và phần tử xấu tạo cớ gây mất ổn định trên Biển Đông gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế biển của thành phố.